Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại công viên Tao Đàn. Đó, công nhân đang thi công lớp ráp cái dàn khung tổ chức Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2023. Đây là hình ảnh những công nhân đang thi công công trường Hội Hoa Xuân Tao Đàn năm 2023. Hội Hoa Xuân được tổ chức tại công viên Tao Đàn trong 12 ngày, tính từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 năm 2023. Thời gian này nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão nha quý vị các bạn. Đây là một số hình ảnh lát lại vỉa hè để chuẩn bị tổ chức những cảnh quan trong Hội Hoa Xuân. Tại Hội Hoa Xuân thì có 2.500 hiện vật được trưng bày, trong đó có cây cảnh, bonsai, chim cảnh, có hội thi và có các trò chơi dân gian, múa lân nữa.